Chào các bạn, hôm nay tôi có một miếng bột đó các bạn. Bột này là đã hấp chín rồi. Giờ tôi làm món sẽ làm món bột chiên trứng. Đầu tiên ta cắt bột ra. Này là bột gạo đó các bạn. Bột gạo hấp chín rồi. Giờ mình chỉ việc cắt ra rồi chiên thôi. Ở đây tôi sau khi cắt bột xong rồi đó các bạn, cho vào một chút nước màu. Cái chảo này hôm nay tôi sử dụng đó là cái chảo này bằng gang đó các bạn. Bởi vì mình chiên cái bột này cái chảo nó hay bị dính chảo lắm. Nếu mà sử dụng cái chảo nhôm thì nó hay dính chảo lắm, thành ra tôi phải sử dụng cái chảo bằng gang. Thành ra nhìn nó đen vậy nhưng mà do gang thì nó bằng gang thì nó vậy thôi các bạn. Sau khi cho bột vào rồi chúng ta chờ cho nó bột nó chiên nó giòn nó vàng một mặt rồi đó thì chúng ta sẽ chở sang mặt tiếp theo cho nó vàng đều hết đó. Giờ bột vàng rồi nè các bạn. Ta cho trứng vào.
gần quá cái nóng máy. Rồi cái này đã chín rồi đó. Giờ ta xúc cái gì á? Bột chín rồi, chín chín rồi. Xúc cái gì á? Rồi mình làm mỡ hành mình để lên. Cho mỡ hành vô luôn được, cũng được. Nhưng mà vậy thì thấy không có được ngon. Ở đây tôi có sắc hành sẵn rồi. Tôi cho một ít hành vô. Vậy là đã xong cái món bột chiên trứng rồi đó các bạn. Cái này rất là dễ làm. Ở đây thì tôi có pha cái loại nước tương chua ngọt này gồm giấm với lại nước tương với cho một chút nước chín vào, rồi cho ớt vào với ít đường. Thì ai thích ăn sau thì pha thì tùy ý thôi. Nhưng mà nói chung là đây là nước tương đã pha chua ngọt rồi. Ăn ớt thì bỏ ớt, không ăn ớt thì các bạn không cho ớt vào, có vậy thôi. Vậy là đã xong món bột chiên trứng rồi đó các bạn. Cái này làm rất là lẹ đó. Nhìn cũng hấp dẫn quá chừng các bạn ơi. Mà món này cũng đơn giản dễ làm đó các bạn. Bột hấp chín xong người ta chỉ việc chiên lên rồi ấy trứng vào rồi các bạn. Rất là đơn giản. Đây tôi có cho một ít tương ớt nè. Còn các bạn không thích ăn thì không nhất thiết phải bỏ vào. Thơm ghê vậy Giang. Mới vừa xúc trứng đồ vô xong mẹ thấy thơm dễ sợ Giang. Đâu con ăn thử miếng coi. Dạ video clip đến đây xin tạm dừng. Chào các bạn. Chào tạm biệt các bạn.